Xin kính chào anh chị và các bạn. Tập đoàn hàng tiêu dùng lớn nhất Việt Nam đã có một sự suy giảm giá lên đến 60% từ mức đỉnh năm 2022. Giá vào ngày 30 tháng 10 năm 2023 chỉ tương đương hoặc nhỉnh hơn một chút so với vùng đáy vào tháng 3 năm 2020, thời điểm Covid bùng nổ. Vậy thì câu hỏi đặt ra ở đây là có nên đầu tư cổ phiếu Masan không? thì hôm nay là ngày 30 tháng 10 2023, AZFIN sẽ cùng trao đổi đến các anh chị dưới góc nhìn của một nhà đầu tư giá trị đối với cổ phiếu Masan. Đầu tiên thì Masan chính là sự kết hợp giữa hai tỷ phú rất nổi tiếng đó là tỷ phú Hồ Hùng Anh và tỷ phú Nguyễn Đăng Quang. Thì tỷ phú Hồ Hùng Anh là phó chủ tịch của Masan, là chủ tịch của Techcombank. Tỷ phú Đăng Quang là chủ tịch của Masan, đồng thời là phó chủ tịch của Techcombank. Thì hai tỷ phú này có một sự kết hợp với nhau rất nhuần nhuyễn và hiệu quả trong nhiều năm qua từ Đông Âu trở về đến Việt Nam và Masan chính là một trong những tập đoàn hạt nhân trong cái hệ sinh thái tập hợp của hai tỷ phú này. Thì à, cổ phiếu Masan chúng ta có thể nhìn thấy biểu đồ ở đây đã có một sự suy giảm rất mạnh và mất 60% so với đỉnh. Về hiện nay cũng chỉ cao hơn so với vùng đáy năm 2020 có vài chục phần trăm mà thôi. Do đó rất nhiều các anh chị nhà đầu tư đặt ra câu hỏi liệu cơ hội có diễn ra ở đây hay không? Đúng không ạ? Thì với việc giá cổ phiếu sẽ biến động theo rất nhiều các yếu tố khác nhau thì AZFIN Dựa trên cái năng lực của mình chỉ xin phép đánh giá về cái vấn đề liên quan đến giá trị nội tại, đầu tư giá trị mà thôi Còn ở các cái mảng khác, lĩnh vực khác thì AZFIN xin phép không đánh giá Thì đầu tiên đây là một cái đế chế mà có sự uh, lớn lên rất mạnh mẽ từ việc M&A Tức là mua bán và sát nhập nhiều nhất tại Việt Nam trong lĩnh vực đặc biệt là FMCG Tức là lĩnh vực hàng tiêu dùng nhanh thì trước khi đến với lĩnh vực hàng tiêu dùng nhanh thì có thể tổng quan qua một chút là Masan là một tập đoàn đa ngành đa lĩnh vực và họ Mna ở rất nhiều các lĩnh vực khác nhau nhưng mà chính yếu nhất, hiệu quả nhất và cốt lõi nhất đó là ở lĩnh vực FMCG tức là hàng tiêu dùng nhanh. Thì 2011 thì công ty này mua được quá bán số lượng cổ phần của Vina Cà Phê Biên Hòa và hiện tại thì họ kiểm soát tới 98,79% công ty Vina Cà Phê Biên Hòa, một trong những công ty nhiều năm dẫn đầu với cái giá cổ phiếu lên đến hàng 200.000 và trả cổ tức có năm lên đến 20-30.000 đồng, thậm chí 40.000 đồng trên một năm. Và năm 2013 thì tập đoàn này mua 63,5% của công ty nước khoáng Vĩnh Hảo, một trong những công ty nước khoáng đóng chai nổi tiếng và có thâm liên lâu nhất tại Việt Nam. Và hiện tại tập đoàn này nắm tới 90,18% của cái công ty này. Năm 2014, Masan thì mua 32,83% của Cholimax thì định giá lên đến, đến 730 tỷ. Thì cái thương vụ mua này thực sự là đánh giá là tương đối, tương đối là, là đắt. Năm 2015 thì uh, Masan có mua 65,85% công ty nước khoáng Quảng Ninh. Thì công ty này rất nổi tiếng với các cái thương hiệu nước khoáng Mặn vân vân, uh, cung cấp các cái khoáng chất rất tốt cho sức khỏe. Rồi là uh, cũng trong năm này thì công ty này mua tới 99,9% công ty thực phẩm dinh dưỡng Sài Gòn. Để năm 2019 thì Masan Consumer thì mua 83,74% Vinmark, Vinmark cộng và Vineco, đây là chuỗi bán lẻ và nông nghiệp của tập đoàn VinGroup Ở nhằm mục đích là nối dài hơn cái cánh tay về hàng tiêu dùng từ việc sản xuất, phân phối đến bán lẻ đến tay người tiêu dùng nhằm nâng cao được cái năng lực vị thế, lợi thế cạnh tranh của mình. Bởi vì Masan cũng nhìn thấy rằng ở trên nhiều nước trên thế giới, đó là cái việc khi mà các chuỗi bán lẻ thống trị chẳng hạn thì những nhà sản xuất về cơ bản là có được lợi ích rất ít bởi vì các chuỗi bán lẻ có quyền đàm phán quá lớn. Thế do đó công ty này cũng muốn lớn sân vào cái lĩnh vực bán lẻ đó để làm cho hệ sinh thái mình mạnh hơn. Bên cạnh đó, lĩnh vực bán lẻ của Việt Nam về cơ bản là được đánh giá có tiềm năng tăng trưởng và phát triển mạnh top đầu trong các ngành tăng trưởng mạnh nhất tại Việt Nam và thu hút được sự quan tâm của rất nhiều các ông lớn thì Masan không thể bỏ qua cái lĩnh vực này. Năm 2020 thì Masan Group thì mua bột giặt nét 52,25% định giá khoảng 1.200 tỷ và Masan Midline thì mua 51% của công ty 3F Việt với giá là hơn 1.000 tỷ để có thể đẩy mạnh lấn sân vào lĩnh vực Uh, liên quan đến thực phẩm tươi sống ở đây là thịt heo, ban đầu là thịt heo, xúc xích, vân vân. Rồi năm 2021 thì Masan đã mua 20% của Phúc Long và hiện nay đã nâng sở hữu Phúc Long lên quá bán và trở biến Phúc Long trở thành công ty con của tập đoàn này. Thì Phúc Long là một thương hiệu về trà sữa rất nổi tiếng ở Việt Nam thì sẽ giúp Masan dẫn thêm vào cái lĩnh vực liên quan đến gọi là thức uống, thức uống nhanh. Rồi là Masan trong năm này thì cũng bán đi 16,26% cổ phần của uh, VCM cho SK Group của uh, Hàn Quốc để huy động thêm vốn. rồi này là bán 5,5% của The Crowd X cho Alibaba. Cái công ty này thì cũng sở hữu cái chuỗi bán lẻ của Masan với giá 159 tỷ đồng. Uh, định giá định giá 159 tỷ đồng và bán 5,5% để có thêm nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh. Tiếp theo, vậy thì vì sao Masan lại mua bán và hoạt động rất mạnh như thế? Thì đây là một cái hệ sinh thái, một cái tập đoàn um, trong một cái sự kết hợp giữa hai tỷ phú Hùng Anh và Đăng Quang. Có thể thấy thì tham vọng của họ đó là thống trị. Thống trị ở đây là gì? Thống trị các mảng kinh doanh, thống trị nền kinh tế cũng giống như là các Chebun của Hàn Quốc. Thì uh, với tỷ phú Đăng Quang và tỷ phú Hùng Anh thì tham gia đầy đủ tất cả các cái lĩnh vực đó là liên quan đến gọi là bất động sản này, liên quan đến tài chính ngân hàng này, liên quan đến hàng tiêu dùng này, khoáng sản vân vân. Thì ở đây thì chúng tôi sẽ đi sâu hơn về cái tập đoàn Masan, một nhánh của hai tỷ phú này. Thì tập đoàn Masan này sở hữu tới 3 công ty con trực tiếp và 77 công ty con gián tiếp. Thưa mấy anh chị là 77 công ty con gián tiếp. Một công ty liên kết trực tiếp và 3 công ty liên kết gián tiếp thì đây có thể nói là một trong số ít các tập đoàn sở hữu đến gần 100 công ty con rất khủng khiếp, rất là phức tạp và rộng khắp. Thì Masan Group thì chia làm bốn trục chính. Đầu tiên là Masan Consumer Holding, phụ trách các cái mảng liên quan đến gọi là hàng tiêu dùng nhanh, ví dụ như là Masan Brewery Uh, liên quan đến bia sư tử trắng này hay masan consumer thì liên quan có, rồi có cả masan food rồi masan nước uống như là Omachi, chin tam thái tử nam ngư cholemic rồi vina cà phê biên hòa nước khoáng vĩnh hòa nước khoáng quảng ninh vân vân thì đấy là mảng về hàng tiêu dùng rồi tiếp theo là mảng về tài chính liên quan đến Techcombank thì Masan cũng sở hữu rất lớn cổ phần ở Techcombank và Techcombank thì có thể coi là công ty liên kết của cái tập đoàn Masan này rồi tiếp theo đó là ở lĩnh vực khoáng sản thì Masan sở hữu 72,7% của Masan Resort tức là cái mảng uh, uh, khoáng sản mỏ núi pháo rất nổi tiếng ở trên Thái Nguyên với các cái quặng như Wolfram vân vân chẳng hạn thì cách đây khoảng hơn 10 năm thì Masan có mua lại của uh, Dragon Capital và một số quỹ ngoại khối ngoại để sở hữu làm công ty con. Rồi tiếp theo là Masan sở hữu thì uh, Masan Nuchi Sion tức là liên quan đến gọi là mảng uh, thực phẩm tươi sống vân vân, đạm vân vân. thì bao gồm đó là có Anco uh, Anco thì Anco lại sở hữu một phần cổ phần của Visan rồi là Procon Cào Cò là chuyên về các sản phẩm là cám đúng không ạ và Procon Cò thì cũng về cơ bản mà san cũng có cái việc là dự định bán rồi thì chúng ta có thể nhìn thấy cái hệ sinh thái vô cùng là 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 là, là rộng phức tạp và đầy đủ thì đây chính là cái sơ đồ mà ở gần đây nhất của Masan đó là sở hữu thêm cả Phúc Long này đúng không ạ sở hữu thêm rất nhiều các cái thương vụ anh chị có thể nhìn thấy ở đây Mid rồi 3F Food rồi vân vân Vineco Vitsan vân vân rất nhiều các cái thương hiệu và nhìn vào đây thôi chúng ta cũng đã cảm thấy rối mắt rồi điều này cho thấy là cái đầu cái tư duy của các tỷ phú này thì phải nói là rất là khủng khiếp để có thể quản trị được những cái hệ thống phức tạp đến như thế này tiếp theo là uh, tham vọng của masan rất lớn như vậy và họ mở rộng rất mạnh luôn luôn vậy thì họ lấy đâu tài nửa lực để có thể mở rộng như thế thì thực sự là các tỷ phú của việt nam tuy rằng họ cũng có cái nền tảng rất tốt từ việc kinh doanh ở đông Âu vân vân về Việt Nam. Tuy nhiên thì cái việc kinh doanh ở đông Âu rồi chuyển về Việt Nam thì họ cũng chưa thực sự tích lũy được nhiều. Và đa phần các cái tỷ phú lớn ở Việt Nam hiện nay thì đều xuất phát từ cái việc sử dụng đòn bẩy rất mạnh để có thể khuếch đại phát triển cái tập đoàn của mình và Masan cũng vậy. Thì chúng ta có thể thấy ở đây, tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2023, nợ phải trả của tập đoàn Masan lên đến 103.334 tỷ đồng thì trong đó cái hai khoản mục chúng ta cần phải chú ý đó là nợ vay ngắn hạn và nợ vay dài hạn. Thì hai khoản này thì lên đến 68.000 tỷ đồng. 68.000 tỷ đồng cho thấy rằng phải nói là nợ vay của tập đoàn này cũng tăng rất mạnh qua thời gian, qua thời gian rất nhiều so với chục năm trước thì cũng tăng rất nhiều. Và vốn chủ sở hữu hiện nay là 37.524 tỷ, tức là nợ vay ngắn hạn và dài hạn có nghĩa vụ phải trả lãi trả gốc của tập đoàn này cao gấp khoảng độ 1,7, 1,8 lần so với vốn chủ sở hữu. Như vậy có thể thấy rằng cái việc mở rộng của tập đoàn này là sử dụng đòn bẩy rất nhiều. Sử dụng đòn bẩy để có thể đánh chiếm cái tham vọng của họ rất lớn. Thì với việc sử dụng đòn bẩy nhiều như vậy thì thường lại kết quả đến cái kết quả kinh doanh của tập đoàn này. Thì chúng ta có thể nhìn thấy ở đây Cột màu xanh chính là doanh thu, thì doanh thu 6 tháng năm 2023 thì uh, đâu đó đạt khoảng độ 37.000 tỷ, hơn 37.000 tỷ. Thì cả năm nay, doanh thu có thể tương đương với năm 2021 khoảng 80.000 tỷ. Thì doanh thu bắt đầu tăng rất mạnh từ năm 2020, nguyên nhân đến từ việc Masan đã mua lại Winmark và Winmark+. Từ đó hợp nhất doanh thu, biến doanh thu của tập đoàn trước đây chỉ dưới 40.000 tỷ. Quanh 40.000 tỷ lên đến gần 80.000 tỷ, gần 80.000 tỷ. Và 2021 là một năm doanh thu kỷ lục lên đến 90.000 tỷ. 2022 thì có sự chậm lại khoảng độ đâu đó khoảng độ 77 78.000 tỷ anh chị nhá. Và 6 tháng đầu năm 2023 thì khoảng độ 37 hơn 37.000 tỷ. Thì đấy là về mặt doanh thu. Thì doanh thu của tập đoàn này về cơ bản đã lớn hơn so với uh, Vinamilk rồi nhưng mà vẫn nhỏ hơn so với thế giới di động Còn về lợi nhuận sau thuế thì sao? Lợi nhuận sau thuế của tập đoàn này thì khá trồi sụt và cũng tương đối là không tương xứng với vị thế Thì chúng ta có thể thấy là năm kỷ lục là năm 2021 thì lợi nhuận lên hơn 9.000 tỷ Nhưng mà cái lợi nhuận hơn 9.000 tỷ này nếu bóc tách tính toán kỹ từ hoạt động cốt lõi kinh doanh thì lại không quá lớn Và năm 2022 khi mà cái hoạt động bất thường không còn nữa thì lợi nhuận 2022 chỉ còn dưới 4.000 tỷ và 6 tháng đầu năm 2023 lợi nhuận còn chưa đến 1.000 tỷ và cả năm 2023 thì lợi nhuận đâu đó cũng chỉ khoảng độ 2 đến 3.000 tỷ thôi cũng không phải quá lớn thì điều này có thể chứng minh điều gì? Đúng không? Trước khi chứng minh điều gì chúng ta hãy cùng xem vì sao lợi nhuận này như thế? thì về lợi nhuận gộp của tập đoàn này tương đối tốt riêng cái mảng À, hàng tiêu dùng masan consumer lợi nhuận sau thuế một năm thôi đã hơn 5 ngàn tỷ rồi năm nay có thể đạt gần 6 ngàn tỷ vậy mà lợi nhuận của cả tập đoàn lại thấp như thế đúng không một nhánh thôi đã cao thế vậy vậy tại sao cả tập đoàn thấp thế đó là lý do bởi vì các mảng khác về cơ bản chưa hiệu quả ví dụ như là mảng khoáng sản mỏ núi pháo chưa hiệu quả rồi mảng bán lẻ thì từ khi như sát nhập của Vingroup vào thì vẫn lỗ, vẫn phải bù lỗ. Rồi là các cái một số các cái mảng khác nữa thì cũng không đủ bù kết quả kinh doanh Không đủ bù kết quả kinh doanh Điều đó khiến cho lợi nhuận thấp à, Trong đó một trong những yếu tố đặc biệt nữa Cần phải chú ý đó là Lãi vay đã gọi là ăn mòn lợi nhuận của tập đoàn này Thì cái đường màu uh, xanh tím than Đường nhé Màu tím than chúng ta có thể thấy là Cái lãi vay của tập đoàn này Tăng rất mạnh qua thời gian cùng với nợ vay Ví dụ như năm 2022 Lãi vay của tập đoàn này đã lên đến khoảng 4.600-4.700 tỷ Và riêng chỉ 6 tháng đầu năm 2023 thôi Lãi vay của tập đoàn này đã khoảng 3.800-3.900 tỷ Tức là cả năm nay sẽ khoảng độ hơn 7.000 tỷ anh chị nhé Hơn 7.000 tỷ lãi vay Đúng không ạ? Khoảng, đúng không ạ? Thì lãi vay là khoảng 3.000 Xin lỗi khoảng hơn 3.300 tỷ Tức là lãi vay năm nay khoảng hơn 6.000 gần 7.000 tỷ thì như vậy anh chị có thể thấy rằng ví dụ doanh thu 8 90 ngàn tỷ thì biết lợi nhuận được khoảng độ hơn 10 ngàn tỷ thì riêng lãi vay thôi đã ngốn mất khoảng 6 7 ngàn tỷ rồi. Thì từ đó sẽ khiến cho cái kết quả kinh doanh của doanh nghiệp này suy giảm và bị ăn mòn đi lợi nhuận. Nhưng mà do cái tư duy của các tỷ phú này là họ nhìn đến dài hạn thì do họ họ cần phải mở rộng mạnh chiếm lĩnh thị phần vị thế trước đã rồi sau đó họ cho rằng là khi chiếm lĩnh được thị phần vị thế thì kết quả kinh doanh sẽ tự nhiên đến tuy nhiên có tự nhiên đến hay không thì vẫn có những cái rủi ro của nó anh chị nhá chứ không hoàn toàn chính xác được tiếp theo cái lợi thế cạnh tranh của Masan thì có gì mạnh thì có thể nói là đây là một tập đoàn có hệ sinh thái rất mạnh với hàng loạt các thương hiệu FMCG dẫn đầu Việt Nam à, rồi là dẫn đầu Việt Nam như anh chị thấy ví dụ như là Vina cà phê cũng là một trong hai hay ba công ty có thị phần lớn nhất lĩnh vực cà phê hòa tan ở Việt Nam đúng không ạ rồi là nước mắm chin su nam ngư vân vân chiếm khoảng tám chín mươi thị phần việt nam rồi sản phẩm mì tôm đang có vị thế nhất nhì ở việt nam cùng với gọi là Cúc. rồi là các cái sản phẩm bột giặt cũng rất nổi tiếng bột giặt nét rất nổi tiếng đúng không ạ rồi là sản phẩm thịt mít daily cũng rất nổi tiếng và rất nhiều các cái sản phẩm dẫn đầu việt nam Bên cạnh đó thì ở cái công ty liên kết đó chính là ngân hàng Techcombank là một trong những ngân hàng mạnh nhất ở Việt Nam. Hiện nay Techcombank được đánh giá là ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân có cái sự phát triển mạnh mẽ bền vững số 1 số 2 Việt Nam. Còn về mảng khoáng sản đó là sở hữu cái mỏ khoáng sản núi pháo được đánh giá tiềm năng rất cao. Đúng không? Tiềm năng rất cao. Còn thứ hai là về hệ thống bán lẻ của Winmark thì hiện nay cũng đang ở vị trí lớn thứ hai Việt Nam chỉ sau có 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 mát ở trong thành, thành phố Hồ Chí Minh thôi tức là liên minh hợp tác xã uh, liên quan đến hệ thống bán lẻ có op đúng không ạ? đó thì đấy là cái vị thế rất lớn rồi là Vinmart, Winmart và Winmart cộng ấy thì lại có cái vị trí rất đặc biệt thứ nhất là Vinmart cộng thì chúng tôi cho rằng là cũng không có nhiều lợi thế và đang lỗ rất nhiều nhưng mà Winmark chẳng hạn của Vin là đang của Vin ngày trước và bây giờ của Masan là đang có lợi thế khá mạnh bởi vì uh, có các cái vị trí rất thuận lợi tại các cái trung tâm thương mại của tập đoàn Vingroup ở các khu đô thị lớn nhất Việt Nam thì đều có và cái tiêu dùng ở các khu đô thị này đang ngày càng tăng dần do cái tốc độ đô thị hóa nhanh, số lượng cư dân về ở ngày càng nhiều. Thì về tương lai triển vọng của chuỗi này có thể khá tốt. Và như vậy có thể đánh giá rằng uh, cái hệ sinh thái này cái tập đoàn này sẽ tiếp tục tăng trưởng khá mạnh trong thời gian tới khi mà kinh tế Việt Nam được dự báo tăng trưởng cao đặc biệt trong cái lĩnh vực hàng tiêu dùng và bán lẻ cũng như là ngân hàng tuy nhiên các mảng khác thì khá yếu vậy thì cái điểm yếu của Masan là gì thì đầu tiên đó là đòn bẩy nợ vay cao gần hai lần tức là chúng ta vừa xem đó khoảng độ 1,8 lần khi mà vốn chủ 37 mà nợ vay lên đến 67.000 tỷ và chi phí tài chính rất cao có thể lên đến 6 đến 7 nghìn tỷ trong năm 2023 và sẽ tiếp tục còn cao trong các năm tới nó ăn mòn đi cái lợi nhuận do tập đoàn này làm ra thứ hai là cái chi phí quản lý và vận hành của tập đoàn Masan thực sự rất lớn nếu anh chị nào đã cùng làm ở các cái hệ sinh thái của Masan hay Techcombank hay Vingroup chẳng hạn thì thấy rằng cái chi phí lương vận hành của họ rất cao họ sẵn sàng mời các cái chuyên gia cao cấp và sẵn sàng trả lương rất cao và đối với riêng Masan thì do cái mô hình holding tức là công ty mẹ của mẹ của mẹ của mẹ, tức là cái hệ gia phả này thậm chí có thể công ty không phải là uh, công ty con đâu mà công ty cháu chắt vân vân rất nhiều. Thì khi mà cái holding nó cồng cành đến như vậy thì rõ ràng cái chi phí quản lý vận hành của nó cũng rất lớn. Tất nhiên khi một hệ sinh thái có được đầy đủ họ cũng sẽ tiết kiệm được một số chi phí nhất định. Nhưng mà nó cũng có phanh ra cái chi phí liên quan đến quản lý Ví dụ như là có các cái quản lý uh, Ví dụ một công ty bình thường thôi Thì đến giám đốc chủ tịch là xong rồi Nhưng mà ở trong một holding lại còn có cả bộ máy quản lý của công ty mẹ để quản lý công ty con Rồi công ty bà quản lý công ty mẹ Rồi công ty cụ quản lý công ty bà vân vân chẳng hạn Thì như đó như vậy là nó tạo ra một cái chi phí rất lớn Và chúng ta nhìn cái chi phí quản lý doanh nghiệp của Masan có thể thấy là cao và tăng mạnh theo thời gian khi mà càng mở rộng mạnh. Rồi tiếp theo là phần thứ ba là việc mua lại cổ phần chi phối tại nhiều công ty với định giá khá cao lên hiệu quả còn thấp. Thực tế thì chúng tôi cũng thấy một số cái doanh nghiệp à, à, ví dụ như là liên quan đến Vissan, cho cho v vân vân Đặc biệt Vissan khi mà Masan đấu giá mua đâu đó cổ phần đâu được 10% hay 10%, hơn 10% một chút thì giá rất cao. Mọi thứ mua giá thực sự là không hề rẻ một chút nào định giá PE rất cao trong tài khoản, này trong khi cái chi phí lãi vay thì lớn. Bởi vậy cho nên nó mới ăn mòn đi lợi nhuận của cái tập đoàn này. Và mảng bán lẻ thì vẫn đang lỗ và cần thời gian dài mới có lãi được, chứ cũng không thể có lãi sớm được. Như vậy tổng kết chung thì tập đoàn Masan đang có hai mảng kinh doanh đang lợi nhuận rất tốt, đó là Masan Consumer với cái lợi nhuận hàng năm lên đến khoảng độ năm 2023 có thể lên đến gần 6 000 tỷ lợi nhuận sau thuế. Rồi là công ty ngân hàng Techcombank thì Masan là công ty gọi là liên kết thì lợi nhuận hàng năm từ Techcombank đâu đó thì chúng tôi cho rằng cũng 4 đến 5 ngàn tỷ thậm chí trong tương lai có thể tăng mạnh hơn như vậy riêng hai mảng này đã mang lại cho Masan 10 ngàn tỷ lợi nhuận sau thuế rồi anh chị nhé 10 ngàn tỷ 9 đến 10 ngàn tỷ lợi nhuận sau thuế nhưng mà kết quả của cả tập đoàn lại thấp chỉ được khoảng 2 ngàn chẳng hạn vậy 7 ngàn đi đâu thì 7 000 đi đó chính là cái việc chi phí uh, cho cái việc trả lãi vay rồi vận hành rồi vân vân Để có thể hoạt động ở các mảng khác đang lỗ rất nhiều Ví dụ như là Winmark, Winmark cộng Ví dụ như là nuôi pháo chưa có hiệu quả Ví dụ như là các cái công ty liên quan đến thực phẩm khác Mid Daily này kia vân vân các thứ rất nhiều đó, thế do đó là cái tập đoàn này về cơ bản nhìn tổng chung thì kết quả kinh doanh là kém nhưng bóc tách ra thì có những mạng rất hiệu quả và có những mạng chưa hiệu quả còn về thêm nữa là một cái điểm yếu có thể là rủi ro của Masan mà rất nhiều nhà đầu tư cá nhân lo ngại đó là Masan thực sự trong nhiều năm qua cũng có trả cổ tức tiền mặt một hai lần nhưng mà về cơ bản không đáng kể nhưng mà cái việc phát hành ESOP tức là phát hành cổ phiếu ưu đãi cho cán bộ công nhân viên ấy của tập đoàn này thì lại rất thường xuyên chúng ta có thể thấy đây 2013 phát hành tới 17,86 triệu cổ phiếu 80 ngàn 2015 là 10,9, 2016 9,4, 2017 9,9, 2018 5,8, 2020 5,7 triệu, năm 2022 lên đến 7,1 và năm 2023 cũng 7,1 triệu. Thì cho thấy rằng cái tập đoàn này phát hành cổ phiếu pha loãng cho cán bộ công nhân viên cũng rất nhiều và phát hành ra bên ngoài cũng rất nhiều. Từ đó cho nên là cổ đông cũng lo ngại phần nào đó về cái phần đề lợi ích của mình có thể bị pha loãng. Tất nhiên, à, việc có thể thúc đẩy cán bộ công nhân viên phát triển làm việc hiệu quả thì ESOP này rất quan trọng tuy nhiên là nhà đầu tư lại nhìn vào lợi nhuận thấy phập phù thấy trồi sụt rồi cổ tức họ chưa có nhiều thành ra họ cũng đặt rất nhiều các cái câu hỏi cho vấn đề này thì đây có thể là một điểm yếu đối với tâm lý của các nhà đầu tư vậy thì đánh giá Masan có rẻ không với các cái rủi ro cơ hội vân vân à, như vậy thì có rẻ không thì thứ nhất định giá PB là bằng 2,2 lần 2,2 tức là à, vốn chủ xíu hơn 37.000 tỷ và vốn hóa hiện nay là hơn 82.000 tỷ pe là khoảng độ 50 đến 60 lần à, nếu mà nhìn thuần là một nhà đầu tư nhìn thuần vào cái lợi nhuận thôi ấy, thì có thể nói là nhà đầu tư ngán nhân nhé PE PB như vậy là đắt là đắt nhưng mà nếu chúng ta đánh giá thế thì cũng không công bằng cho Masan. bởi vì sao những cái mảng kinh doanh của Masan hiệu quả ví dụ Masan Consumer và Techcombank chẳng hạn mang lại lợi nhuận sau thuế cho tập đoàn khoảng 9.000 tỷ. Thì mảng này định giá sẽ rất cao. Ngược lại những mảng lỗ kia nếu mà gộp chung thì sẽ làm lợi nhuận giảm nhưng mà nếu tách riêng thì những mảng lỗ kia vẫn có giá trị riêng của nó. Vẫn hoàn toàn có giá trị nhé. Chứ không phải lỗ là không có giá trị đâu. Đó, vẫn hoàn toàn có giá trị riêng. Nếu bóc tách riêng thế thì định giá theo phương pháp từng phần thì cổ phiếu Masan này rất rẻ. Xứng đáng với mức giá khoảng 140.000 đồng trên một cổ trong khi thị trường có 56 ngàn. Đấy thì cái quan trọng nhất là cái góc nhìn của chúng ta như thế nào và chúng ta đứng ở vị thế là chúng ta là nhà đầu tư như thế nào, khẩu vị ra sao thì chúng ta mới đánh giá được đắt hay rẻ. Tức là đắt hay rẻ này trong mắt mỗi người có góc nhìn đánh giá khác nhau đánh giá khác nhau Ngay cả cái đẹp của người này người kia Thì trong mỗi góc nhìn ánh mắt của mỗi người Cũng có những cái đánh giá khác nhau Đúng không? Uống chi là trong cái việc kinh doanh vô cùng phức tạp Như thế này anh chị nhá Vậy thì có rẻ hay không? Thì kết luận là tùy từng đối tượng Tùy từng người nhìn vào đó để đánh giá có rẻ hay không Đúng không? À, vì sao lại thế? Vì quay lại cái câu chuyện như này có rẻ hay không? Nếu nhà đầu tư cá nhân họ chỉ nhìn vào họ bảo là tôi nhỏ tôi chỉ mua tí tôi xem có lợi nhuận có cổ tức có này có kia tôi mua định giá thấp thấp tôi mua thì họ nhìn PE họ khẳng định luôn là đắt nhưng nếu là các cái nhà đầu tư lớn là nhà đầu tư chiến lược của Masan họ mua chẳng hạn thì họ định giá cổ phiếu này cao lắm như anh chị thấy Alibaba thôi định giá một cái mảng gọi là của Masan thôi cũng là 156.000 tỷ tức là vốn hóa gấp đôi tập đoàn này mà trong cái mảng thì kết quả kinh doanh có lỗ cả đấy là không nói đến gọi là à, là là các cái mảng khác nhé đúng không ạ rồi là họ phát hành cho SK Group của Hàn Quốc với giá rất cao. Đấy thì góc nhìn đối với mỗi nhà đầu tư sẽ quyết định là cái sự đắt rẻ khác nhau. Chứ không phải là có thể kết luận luôn là đắt rẻ hay khác nhau. Vì thế cho nên bây giờ Zfin mới đưa ra vậy Masan hợp với nhà đầu tư nào? Thứ nhất là Masan hợp với những nhà đầu tư có đặc điểm. Thứ nhất đầu tư theo câu chuyện và kỳ vọng Masan sẽ thống trị lĩnh vực FMCG ở Việt Nam trong tương lai. Tức là cái chiến lược thống trị của họ thành công. Thì khi đó kết quả kinh doanh sẽ đến. Nhưng nếu kỳ vọng theo cái chuyện thống trị này thì sẽ còn phải rất dài nữa. Có thể 5 năm, 10 năm mới có kết quả. Và kết quả có thể là thống trị hoặc có thể không. Đấy thì cái câu chuyện như thế vẫn còn những rủi ro nhất định. Thứ hai là các nhà đầu tư đó phải chấp nhận rủi ro cao hơn với lợi nhuận có thể kỳ vọng cao hơn. Bởi vì tập đoàn Masan này mỗi khi Uh, thị trường chứng khoán trở lại nền kinh tế trở lại giá của cổ phiếu của tập đoàn này thường tăng khoảng 3 lần cũng rất mạnh chứ không hề đơn giản. Đó. Và thứ ba là nhà đầu tư đầu tư theo sóng, theo chu kỳ đi lên của nền kinh tế của thị trường chứng khoán thì mới lên tham gia. đó phải rõ ràng như thế này. chứ không thể nói chung là nhiều anh chị nhà đầu tư bảo Ông cứ nói lòng vòng ông nói luôn là mua được hay không Ồ thì câu chuyện ý thì thực sự nó phức tạp và đúng không ạ? Nó không phải dễ dàng như vậy, nó không phải đơn giản như thế. Mua không, khẩu vị của phú khác, của nhà đầu tư khác, của anh chị khác. Đúng không? Đúng không? Hàng trăm ngàn nhà đầu tư trên thị trường thì có khẩu vị hàng trăm ngàn khác nhau. Thế thành ra phải nêu rõ ra. Thì để anh chị theo giá trị khác, anh chị theo đầu cơ khác thì anh chị có những cái góc nhìn nó đúng, nó phù hợp với anh chị. Chứ không thể phán một câu xanh dần mua, bán, mua, bán. Thế là không trách nhiệm, thế là không đúng với cái khẩu vị của các anh chị. Thì Phục phải nêu rõ ra đây để anh chị nằm trong khẩu vị nào để anh chị tham khảo cái câu chuyện đó. Đúng ạ? Đó, thì đấy là về hợp với những nhà đầu tư như này. Vậy thì những nhà đầu tư dài hạn cổ phiếu mà Masan có được không? Thì ở đây thì dài hạn thì liên quan đến cái việc là phải nói rõ là đầu tư giá trị dài hạn, xây dựng dòng tiền. Thì đó là dựa vào yếu tố 3P. Một là tăng trưởng kết quả hành doanh phải mạnh. Hai là cổ tức tiền mặt cao. Ba là định giá khá rẻ định giá rẻ thì lúc ấy mới phù hợp với nhà đầu tư theo dòng tiền giá trị tương lai tức là họ đầu tư họ nhận dòng tiền hàng năm rồi họ lại có tăng trưởng cổ tức họ vân vân đó thì đấy là đầu tư giá trị dòng tiền thì đối với nhà đầu tư giá trị dòng tiền phải đáp ứng cả ba tiêu chí thì tiêu chí đầu tiên là định giá thì thứ nhất là định giá có thể kết luận chung một tí là khá rẻ đấy còn nếu mà định giá theo cổ tức theo dòng tiền thì là không rẻ thứ hai nữa là cổ tức tiền thì về cơ bản cổ tức tiền mặt của Masan sẽ không có hoặc có thì sẽ rất ít. Vì sao? Vì nợ vay của Masan cao gần gấp 2 lần so với vốn chủ sở hữu. Riêng cái việc áp lực trả lãi vay, gốc vay đã rất căng thẳng rồi. Thế do đó là chúng ta không nên kỳ vọng có được cổ tức từ Masan Group, từ MSN. Và thứ ba, tăng trưởng kết quả kinh doanh. Thì của Masan thì AZFIN đánh giá này cũng không phải là rõ ràng cũng không cao và không phải rõ ràng bởi vì năm thì cao năm thì thấp phụ thuộc rất nhiều vào cái cách hạch toán cũng như là các cái mảng kinh doanh của họ bởi có nhiều mảng vẫn đang lỗ và sẽ lỗ và có hai mảng vẫn kết quả kinh doanh vẫn tốt và vẫn tăng trưởng thế thành ra kết quả kinh doanh tăng trưởng nhìn chung là không cao còn nói về cái sự biến động đó là sự phập phù chứ không ổn định đó thì suy ra rằng nếu Masan thì sẽ không phù hợp với những nhà đầu tư giá trị dòng tiền trong dài hạn và chỉ phù hợp với những nhà đầu tư uh, theo sóng, những nhà đầu tư gọi là đầu tư theo kỳ vọng như ở phần trước đã nói. Tiếp theo vậy nhiều nhà đầu tư hỏi rằng tôi rất là thích các cái sản phẩm hàng tiêu dùng của Masan. Tất nhiên có một số anh chị thì uh, một nhóm thì cũng không thích bởi vì nói rằng các sản phẩm này là ví dụ nước mắm chẳng hạn thì không phải là nước mắm truyền thống mà là có hương liệu nước mắm vân vân ABC đúng không? đó rồi nhưng mà lại rất nhiều nhà đầu tư thì cũng lại rất thích các sản phẩm của Masan bởi vậy cho nên chúng ta thấy thị phần nước mắm của Masan lên đến bảy tám mươi thị phần tương ớt cũng lên đến từng ý đúng không rồi rất nhiều các sản phẩm của thị phần rất cao và vẫn rất thích là mua cái cổ phiếu này và đặc biệt họ nghĩ rằng là Masan này công ty chuyên về hàng tiêu dùng vậy thì có Azfin có một lời khuyên vậy thì anh chị có thể tham khảo cái doanh nghiệp cốt lõi hiệu quả nhất của tập đoàn Masan đó là Masan Consumer MCAT có mã cổ phiếu niêm yết là MCAT trên sàn Upcom. Thì đây là một cái doanh nghiệp là phụ trách các cái mảng liên quan đến hàng tiêu dùng và có kết quả kinh doanh rất tốt. Chúng ta có thể từ năm 2019 đến năm 2020, 22 thì kết quả kinh doanh là tăng trưởng rất tốt. Đúng ạ. doanh thu thì tăng khoảng 40%. Lợi nhuận thì cũng tăng khoảng độ 35%. Và năm 2023 này lợi nhuận có thể đạt khoảng 6.000 tỷ và doanh thu có thể vượt năm 2022 và 2021 cho thấy là cái tập đoàn này về mảng tiêu dùng họ vẫn chắc chắn và đi rất tốt. Chúng ta thấy kết quả kinh doanh cũng rất bền vững này. Rất rõ ràng bền vững chứ không phập phù như tập đoàn mẹ. Đúng không ạ? Và lợi nhuận sau thuế cho cổ đông thì cao gấp mấy lần tập đoàn mẹ. Đúng không ạ? Và cái doanh nghiệp này mỗi năm trả cổ tức 4.500 đồng trong 3 4 năm qua. 4.500 đồng và doanh nghiệp này nợ vay dòng là không có âm, tức là doanh nghiệp này thừa tiền. Thế thành à, nếu anh chị rất thích là các cái sản phẩm của hàng tiêu dùng của Masan mà lại theo hướng chắc chắn nhé thì là MCS cũng là một cái trường hợp có thể tham khảo. Còn nếu mà kỳ vọng rủi ro cao lợi nhuận cao thì anh chị lên quan tâm đến Masan. Đó, thì trên đây là những cái đánh giá của chúng tôi về tập đoàn Masan cũng như là à, phân tích đánh giá về cái khẩu vị của nhà đầu tư hợp như thế nào. Thì anh chị đánh giá sao về cổ phiếu Masan? Về cổ phiếu MCH hãy để lại comment để azpin cùng trao đổi hỗ trợ các anh chị xin chào và hẹn gặp lại các anh chị ở nội dung tiếp theo